Ghép ngang được hiểu là quá trình dừng đỗ vào vị trí của một chiếc xe ô tô. Trong quá trình này, tài xế sẽ phải dùng khả năng vận hành của mình để lái xe di chuyển vào điểm đỗ. Tuy nhiên mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lại chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế quá trình ghép ngang đã sử dụng một chiếc ben để nâng phần đuôi xe thay vì phải lái xe vào điểm đỗ. Theo đoạn clip được đăng tải, người tài xế trong sự việc đã điều khiển một chiếc xe container. Với kích thước lớn, việc dừng đỗ đôi khi là một bài toán khó. Để thuận lợi cho điều này, tài xế đã cải tiến phần đuôi xe và gắn thêm một chiếc ben hướng xuống đất. Từ hình ảnh có thể thấy, thay vì di chuyển để vào điểm đỗ theo cách thông thường, chủ nhân chiếc xe đã dễ dàng điều khiển chiếc ben, nâng phần đuôi xe vào vị trí. Theo cư dân mạng Trung Quốc, chiếc xe trên chỉ là một trong số các phương tiện được cải tiến. Đoàn xe tải ở phía trước cũng sử dụng cách tương tự, giúp tài xế thuận lợi và dễ dàng hơn. Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều bình luận cho rằng phương pháp này được cho là vô cùng hữu ích và tiện lợi, giúp tài xế rút ngắn thời gian sau hành trình vất vả. Bên cạnh đó, người xem cũng dành lời khen ngợi cho sự sáng tạo của người thực hiện ý tưởng này.